Vào tối ngày hôm qua thì một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu xử lý chất thải Gò Cát thuộc công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh nằm gần quốc lộ 1 qua địa bàn quận Bình Tân, khiến quốc lộ 1 chạy qua đây bị phong tỏa. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 20 giờ. Theo một số người chứng kiến thì khoảng thời gian trên nghe một số tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa rác thải của khu xử lý chất thải Gò Cát. Ngay sau đó thì khói và lửa cháy cuồn cuộn đen kịt cả bầu trời. Tại hiện trường, hàng ngàn người dân đứng quan sát đám cháy khiến cả đoạn đường quốc lộ 1 bị tắc nghẽn. Lực lượng công an quận Bình Tân bao gồm nhiều lực lượng như công an phường, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố phải đứng ra điều tiết giao thông, giải tỏa đường để hỗ trợ cho việc chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, quận Tân Phú đã điều động 14 xe chữa cháy cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và lan không cho lửa ngăn vào nhà dân. Đến thời điểm này thì ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên thì chưa có thống kê chính xác về thiệt hại.